Kính chào quý vị, chào các bạn. Trong những ngày thu êm đềm, cùng nhau thưởng thức các bộ phim hay thì thật là thú vị. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bộ phim mới lên sóng VTV3 trong tháng 8 này. Ba mươi chưa phải là hết. Chuyện phim kể về cuộc đời của ba cô gái sống giữa thành phố Thượng Hải phồn hoa. Ba cô gái phải đối mặt với vô vàn cạm bẫy. Những biến cố, mưu sinh, sóng gió hôn nhân. Trung Hiểu Cần, em có trò gì mới đi được không? Em nói cho anh biết nhé, Trần Dữ, hôm nay anh cứ ngủ với cá đi. Sự phân hóa giàu nghèo cùng sự xuất hiện của loạt tiểu tam, người thứ ba đã tạo nên kịch tính cho phim. Tình cảm và sâu sắc, 43 tập của bộ phim 30 chưa phải là hết, lên sóng 18 giờ các ngày trong tuần bắt đầu từ mùng 3 tháng 8. Vòng xoáy định mệnh giữa Hisu, Jiho, Seyang và Inha ngày càng trở nên rắc rối. Seyang là một người dễ yêu và dễ chán. Cô quyết tâm chiếm Inha bằng được và tìm mọi cách để tách mẹ và Hisu ra. Trận chiến trả thù khốc liệt, ai cũng quyết tâm và sẵn sàng đối mặt. Kịch tính, hấp dẫn. Quý khán giả hãy cùng đón xem các tập tiếp theo của bộ phim Trò chơi phù thủy phát sóng lúc 12 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. Những câu chuyện gần gũi, dung dị của các bộ phim Việt trình chiếu gần đây đã thu hút được sự quan tâm của nhiều khán giả. Hai bộ phim Vui lên nào anh em ơi và Sao Kim, Bắn tim sao hỏa ngày càng có nhiều diễn biến thú vị với những tình tiết mới lôi cuốn. Nhóm bạn thân Tiến, Thắng và Hưng với những lần khởi nghiệp thất bại nhiều vô kể. Mẹ cho anh nghỉ vay tiền đúng không? Tí tao ra cho ở trận, tưởng sắp bỏ nhau, sao bênh kinh thế? Hành trình thay đổi từ một nhóm đàn ông thiếu trưởng thành đến những người có ý thức trách nhiệm đầy gian nan nhưng cũng không kém phần hài hước thú vị. Này, anh làm cái trò gì trên này đấy? Sao tự dưng lại thay ổ khóa làm cái gì? Để người ta phải trèo rào đấy. Đây này, cả cái tính chất đây. Ôi, sao nghịch ngu thế? Này ạ, hai, ba. Tụt, lâu, 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 lâu. Này, tụt quân ra. Tụt được thì tụt lâu rồi. Quý khán giả hãy cùng thư giãn với các tập tiếp theo của bộ phim Vui lên nào anh em ơi, phát sóng lúc 21 giờ 40 phút các ngày thứ 2, thứ 3 và thứ 4 hàng tuần trên VTV3. Cuộc sống của ba cặp đôi Yên, Hào, Trang, Nghiêm và Đào Quý với biết bao sóng gió thử thách. Có phải anh với cái Đào có bí mật gì không? Nhất là cả hai cùng đi làm. Thứ hai... Ôi, chọn cách thứ hai. Ba cuộc hôn nhân với ba vấn đề riêng đã vẽ nên những mảng màu đời sống đa dạng. Có roi, ăn không? Giản dị, sâu sắc, các tập tiếp theo của bộ phim Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa tiếp tục phát sóng lúc 21 giờ 40 phút các ngày thứ 5 và thứ 6 hàng tuần. Cảnh sát yêu cầu khám xét trang trại để tìm tung tích của Sandor. Jelena cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đơn độc. Còn Vuk rất lo lắng khi biết Costa đã mua lại 40% cổ phần từ Danisa. Những bí ẩn, kịch tính. Quý khán giả cùng đón xem các diễn biến mới của bộ phim Bí mật vườn nho phát sóng lúc 22 giờ 40 phút các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV3. Trước khi khép lại chương trình, Vũ Trang xin điểm lại khung giờ và ngày phát sóng những bộ phim đặc sắc trên VTV3 tháng 8 này để quý vị và các bạn tiện theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!